Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Putin đối mặt với lệnh truy nã toàn cầu sau vụ thảm sát 50 dân thường ở nhà ga Kramatorsk. Một chuyên gia đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin đang phải đối mặt với diện lệnh truy nã toàn cầu về vụ thảm sát đẫm máu thường dân ở Bucha vào cuối tuần trước, chưa kể vụ bắn tên lửa mới đây vào nhà ga khiến 52 người chết, theo tờ báo The Sun. Hôm 8 tháng 4 năm 2022, một tên lửa đã bắn vào nhà ga Kramatorsk khiến 52 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương chia sẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn người đang chờ đợi di tản ở nhà ga Kramatorsk khi vụ tấn công bằng tên lửa của Nga xảy ra tại đây. Các nhân chứng cho biết tên lửa của Nga tấn công nhà ga khi ước tính có khoảng 4.000 người đang chờ để lên chuyến tàu sơ tán. Tuyên bố ban đầu của Ukraine cho biết phía Nga đã sử dụng tên lửa Iskander, nhưng những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội lại cho thấy xác tên lửa ở hiện trường giống với tên lửa Tokar-U. Theo thị trưởng Kramatorsk, các mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy trong khoảng bán kính 40 mét. Cũng theo hãng tin AFP, trong một phát biểu qua video, ông thị trưởng khẳng định vụ oanh kích này là một tội ác chiến tranh mới, và ông Tổng thống Zelensky cũng nói như vậy, và của Nga và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Ukraine nói thêm, các cường quốc trên thế giới đã lên án vụ tấn công của Nga vào Kramatorsk. Chúng tôi chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ của thế giới đối với tội ác chiến tranh này. Tổng thống Mỹ Biden thì đã lên án một hành động tàn bạo kinh khủng của Nga, còn Ngoại trưởng Pháp James thì xem vụ oanh kích vào nhà ga Kramatorsk là một tội ác chống lại nhân loại. Moscow thì đã chối bỏ trách nhiệm về vụ oanh kích, chẳng hạn họ không có loại tên lửa được sử dụng trong vụ này, đồng thời tố cáo một hành động khiêu khích của phía Ukraine. Đây là hình ảnh một mảnh vỡ của tên lửa sau cuộc oanh kích ở nhà ga Kramatorsk. Nhưng một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ khẳng định nói trên của Nga, bởi vì ban đầu chính họ đã thông báo oanh kích thành công và chỉ rút lại tuyên bố đó sau khi có tin là nhiều thường dân thiệt mạng trong vụ này. Cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế Clyde thì kêu gọi tòa án nhanh chóng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Vị công tố viên nổi tiếng thế giới với các vụ điều tra quốc tế về nạn diệt chủng ở Rwanda và về chiến tranh ở Nam Tư cũ vào hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, thì khẳng định Putin là tội phạm chiến tranh. Trả lời nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ, thẩm phán Katlade, 75 tuổi, cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế, hôm mùng 2 tháng 4 nhấn mạnh việc ban hành lệnh truy nã quốc tế là điều cần thiết để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác của Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra ở Ukraine kể từ khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đối với cựu trưởng lý Tòa án hình sự quốc tế, việc ban bố lệnh bắt giữ là tín hiệu cho thấy hoạt động điều tra đã được tiến hành và đây là công cụ duy nhất đang tồn tại cho phép bắt thủ phạm gây tội ác chiến tranh và đưa người này ra trước công lý quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến phải đối mặt với lệnh truy nã toàn cầu vì tội ác chiến tranh. Còn bà Kade thì giải thích việc ban bố lệnh như vậy không có nghĩa là Putin sẽ bị bắt, vì nếu Putin chỉ ở Nga, việc bắt ông ta sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chát của Tòa hình sự quốc tế đã khiến Tổng thống Nga không thể rời khỏi đất nước này, và đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy có nhiều quốc gia chống lại Putin. Cơ quan công tố của tòa CPI, Tòa hình sự quốc tế, trụ sở tại La Haye, sau khi nhận được sự ủng hộ của hơn 40 quốc gia thành viên, ngay từ ngày 3 tháng 3 đã mở cuộc điều tra sơ bộ về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra tại Ukraine. Thẩm phán Kala khẳng định với tờ báo Le Pen là Tòa án hình sự quốc tế phải tìm được các bằng chứng buộc tội các lãnh đạo cấp cao về chính trị và quân sự, và điều khó khăn là làm sao đi đến tận cùng chuỗi mệnh lệnh để xác định ai đã lên kế hoạch và ra lệnh thực hiện những tội ác chiến tranh đó. Còn tổ chức nhân quyền quốc tế thì hôm mùng 3 tháng 4 cho biết đã tập hợp bằng chứng về các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra, trong đó có việc quân đội Nga vi phạm các luật chiến tranh nhắm vào thường dân ở Ukraine ở những khu vực mà họ chiếm đóng,
tại các vùng Chernihiv, Kharkov và Kiev. Những vụ cưỡng hiếp và hành quyết người dân ở Kharkov, Bukha gần Kiev hoặc ở làng Stary ở vùng Chernihiv. Trả lời phỏng vấn của nhà văn Đoàn Bảo Châu vào hôm 7 tháng 4 về sự thảm sát tại Bukha, bà Natalia, tham tán chính trị, phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam viết như sau. Hình ảnh từ Podolia, Bukha, Kostomer, Irpin và các thành phố nhỏ khác của Ukraine mà quân đội Nga đã chiếm đóng trong tháng và sau đó rời đi vào đầu tháng 4 cho toàn bộ thế giới thấy hàng trăm thường dân đã bị tra tấn, giết hại nằm trên đường phố, trong nhà của họ. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều có hết. Đây là hình ảnh biểu tình lên án Putin giết hại trẻ em ở Bern, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3. Trong ảnh có tấm biển ghi bằng tiếng Đức rất rõ rằng Putin là tội phạm chiến tranh. Những đứa trẻ trạc tuổi con trai với tôi, với đôi tay bị trói đã cùng cả gia đình bị hành quyết. Phụ nữ bị hãm hiếp và nốt, thi thể bị xe tăng, đâm nát. Facebook không cho phép đăng tải những hình ảnh đó, tuy nhiên một số có người đã tự phép cho mình thực hiện những hành vi tàn bạo như vậy. Hãy để những người vẫn còn nghi ngờ về vụ giết người ở Bukha, hãy đến Ukraine và giúp các gia đình chôn cất những người thân yêu của họ ở Bukha, Irpin, Kopte và nói chuyện với cha mẹ của 5 cô gái bị lính Nga hãm hiếp và đốt cháy. Hãy xem những ngôi mộ tập thể trong khu dân cư, hãy nhìn vào mắt cậu bé 6 tuổi nằm cạnh mộ mẹ trong sân nhà. Và tôi đoán không ai còn đang nghi ngờ sẽ dám đến Ukraine và nhìn thấy sự thật. Tôi không có quyền lực để thuyết phục họ, bởi vì sự thật quá kinh khủng, khiến họ dễ dàng chọn không biết điều đó hơn rất nhiều. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hôm nay. Tiến tới hội nghị Trung ương 5, Tô Lâm, tô thịt bò dát vàng, vì sao lặn mất tăm. Những ngày gần đây, Bộ Công an Việt Nam đang thụ lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng nửa tháng mà Bộ Công an đã bắt toàn những nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại Việt Nam. Ban đầu là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam. Tiếp đến là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC. Tiếp theo là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàn Minh. Đấy là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ngoài ba nhân vật đó, Bộ Công an còn bắt hàng loạt người dưới quyền của ba nhân vật này. Phải nói rằng, công việc của Bộ Công an chưa bao giờ nhiều như thế này. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì gần như lặn mất tăm, không thấy hình bóng gì trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đây không phải là điều bình thường. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Sắp tới là hội nghị Trung ương lần thứ 5, một hội nghị được cho là sẽ có sự sắp xếp quyền lực. Ngay cả vị trí Tổng Bí thư cũng có thể thay thế. Nếu ông Tô Lâm muốn lấy điểm cho bản thân trước hội nghị Trung ương 5 thì ông cần phải xuất hiện nhiều hơn trên các báo chí truyền thông. Tuy nhiên, qua những vụ án lớn như vậy, người ta chỉ thấy ông Trung tướng Tô Ân Sô là người tránh văn phòng của Bộ Công an, người phát ngôn của bộ này xuất hiện mà thôi. Đây là điều mà rất nhiều người đang đặt câu hỏi. Ông Tô Lâm được biết không phải là một bộ trưởng khôn ngoan, khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đã gây tác hại rất lớn. Tuy nhiên, ông bộ trưởng này lại là cánh tay đắc lực giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện được những vụ án rất khó, mà cụ thể nhất là ông ta dám cho người sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về để giúp ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui đại án liên quan đến ông Đinh La Thăng. Với người như vậy nên dù có rất nhiều tai tiếng, ông Tô Lâm khó mà bị kỷ luật được. Không phải ngẫu nhiên bóng Tô Lâm trúng cử vào Bộ Chính trị đến hai nhiệm kỳ như vậy. Tô Ân Sô xuất hiện thay Tô Lâm, đấy là câu hỏi và dư luận cũng đặt ra. Những ngày gần đây, Tô Ân Sô thường xuất hiện trên mặt báo, cụ thể là vào ngày 4 tháng 4, ông Sô xuất hiện trên báo về vụ án Nguyễn Phương Hằng, kit xét nghiệm, cục lãnh sự. Tại cuộc họp báo chính phủ, ông Tô Ân Sô đã phát biểu rằng, đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, được quy định tại điều số 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Ông Tuấn Sổ đã phát biểu như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án chứ không phải là Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tuấn Sổ lại tỏ ra rất sốt sắng trong những vụ án mà cơ quan ông không phải là nơi thụ lý hồ sơ đó. Điều này chứng tỏ ông Tuấn Sổ làm hình ảnh trước truyền thông hơn là những chỉ đạo mang tính quan trọng. Chưa hết, vào ngày 5 tháng 4, ông Tuấn Sổ lại xuất hiện trên báo Tiền Phong. Lần này, ông nói về việc vụ khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga là em gái ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi giúp sức cho chủ tịch tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, trung tướng, chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam. Hình ảnh ông Tô Ân Sô có mặt liên tục trên truyền thông cho thấy ông này như là nhân tố đang lên trong Bộ Công an. Tuy nhiên, điều người ta đặt câu hỏi là tại sao ông Tô Lâm lại trở nên im hơi lặng tiếng đến như vậy? Phải chăng ông ta đang có vấn đề gì hay sao? Trước thềm hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Tô Lâm cần phải tả xung hữu đột, chỉ huy những trận đánh các vụ án lớn và lên báo khoe khoang thành tích là lấy lợi thế. Nhưng tại sao ông không làm như vậy? Đó là câu hỏi rất lớn. Và liệu ông Tô Lâm có đang bị thất sủng và chuẩn bị người khác thay thế hay không? Cho đến bây giờ thì có thể thấy Tô Lâm là một con người không khôn ngoan về mặt chính trị, nhưng rất hữu ích cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con người ông Nguyễn Phú Trọng thì lại không thích những con người tai tiếng làm hại đến tên tuổi của ông, nên rất khó đoán số phận của ông Tô Lâm sẽ ra sao trong thời gian tới. Đây là hình ảnh rất đáng xấu hổ của ông Tô Lâm đã lan tỏa trên toàn cầu. Từ ngày ăn thịt bò rất vàng đầy tai tiếng vào năm ngoái, dường như hình ảnh Tô Lâm ít xuất hiện trên mặt báo hơn. Thực tế, dù có xuất hiện đánh bóng tên tuổi thế nào, cũng khó mà cột sửa được sự ê chề khi một quan chức của bộ dùng tiền thuế của dân để ăn uống xa xỉ đến như thế. Hình ảnh ấy lại ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp chính trị của ông ta. Nếu nói về nhiệm kỳ của ông Tuấn Sô là những vụ bắt bớ bất chấp, là một thuộc hạ hữu ích cho Nguyễn Phú Trọng, thì nhiệm kỳ 2 của ông Bộ trưởng Bộ Công an là một chuỗi hành động rất phản cảm. Vì vậy, việc né tránh phương tiện truyền thông là cần thiết. Và tương lai, ông Tô Lâm chắc là thì không xa, cùng lắm là hết nhiệm kỳ này, bởi vì nhiệm vụ hỗ trợ đốt lò cho ông Trọng cùng lắm kéo dài đến hết năm 2026 là hết. Vì thế, vai trò của Tô Lâm trên chính trường ngày một mờ nhạt và phần còn lại là những ngôi sao mới đang lên. Bây giờ thì còn quá sớm, tuy nhiên Tô Ân Sô đang rất muốn thể hiện. Và liệu Tô Lâm có thất sủng hay không là một vấn đề, tuy nhiên việc ông Bộ trưởng ít xuất hiện trước báo chí cũng đặt cho nhiều người mối nghi ngờ. Để xác định được thực sự thất sủng hay không thì cần thêm thời gian sẽ rõ.